Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Đây là hình ảnh của tam giác ABC đều nội tiếp điểm tròn tâm O. Vậy làm cách nào để có thể vẽ nhanh và chính xác được tam giác ABC đều này nội tiếp điểm tròn tâm O? Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em điều đó. Bước số 1 là chúng ta sẽ vẽ điểm tròn tâm O trước. Chúng ta vẽ điểm tròn tâm O trước. Sau đó thì các bạn sẽ lấy một điểm A bất kỳ, lấy một điểm A đây trên đường tròn tâm O này. Các bạn vẽ đường thính, các bạn vẽ đường thính đi qua O, gọi đây là điểm D. Tí nữa chúng ta sẽ xóa cái điểm D này đi, lấy một điểm A này, vẽ đường kính AD. Sau đó các bạn sẽ vẽ đường tròn tâm D, bạn vẽ đường tròn tâm D bán kính DO. Chúng ta vẽ một cung tròn thôi, nó sẽ cắt đường tròn tâm O tại hai điểm, cắt đường tròn tâm O tại hai điểm. Thì hai cái điểm này chính là điểm B và điểm C. Các bạn chỉ việc nối A với B. Chúng ta nối A với B. Nối A với C. Nối B với C. Và chúng ta sẽ thu được một cái tam giác ABC đẹp nội tiếp điểm tròn tâm O một cách chính xác. Thầy lưu ý thêm một cái trường hợp nữa rất là hay gặp trong các bài toán, trong vấn đề thi tuyển sinh, đó là cách vẽ tam giác ABC nhọn nội tiếp điểm tròn tâm O. Thế thì để vẽ tam giác ABC nhọn nội tiếp điểm tròn tâm O thì các bạn lưu ý là chúng ta không nên vẽ tam giác ABC trước, mà chúng ta sẽ vẽ điểm tròn tâm O trước. Sau đó để vẽ tam giác ABC nhọn thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ cần vẽ làm sao để cho cái tâm O này nó nằm ở bên trong tam giác bạn nhé. Chúng ta vẽ tam giác ABC. Sao cho cái tâm O này nó nằm ở bên trong tam giác thì chắc chắn là tam giác ABC này sẽ là tam giác nhọn, tức là tam giác có ba góc đều nhỏ hơn 90 độ. Thế thầy nhắc lại các bước này để vẽ một tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Đầu tiên là các bạn sẽ vẽ đường kính AD. Sau đó các bạn sẽ vẽ cung tròn tâm D bán kính là DO, sẽ cắt đường tròn tâm O tại hai điểm B và C. Thì chúng ta sẽ thu được là tam giác ABC và tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O. Thì các bạn cái cung tròn này chúng ta sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ xóa nó đi và chúng ta sẽ được một tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn tâm O. Hy vọng với cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn có thể vẽ được tam giác đều này, tam giác nhọn nội tiếp đường tròn tâm O một cách rất nhanh và chính xác. Nếu các bạn thấy cái cách vẽ này hay thì hãy like và ủng hộ cho kênh của thầy Hưng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.